cảm nhận khi hít vào đẩy căng căng vùng bụng. Và khi thở ra, ta thu rốn trở về với cuộc sống, thắt sơ bụng lại. Mỗi hơi hít vào, ta hướng đến tương lai. Mỗi hơi thở ra, ta xua tan những tàn dư, thán khí ra ngoài cơ thể, để hơi thở của mình trong trẻo hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và thư thái nhẹ nhàng. Loại bỏ đi những suy nghĩ và những tạp niệm, ta hãy chú tâm nhiều vào hơi thở của mình. Duy trì trong 5 hơi hít thở đều. Hơi thở ra dài hơn hơi hít vào, để đảm bảo nguồn năng lượng sống căng tràn vào trong vùng bụng và trong phổi của mình. Năm. Bốn. Ba. Hai. Và một. Đẩy hai tay chắp trước ngực. Rồi cùng xoa nóng hai lòng bàn tay của mình. Chà sát thật mạnh, đánh thức các huyệt đạo trong lòng bàn tay. Hơi ấm nóng dần lan tỏa lên đôi bàn tay. Đưa hai tay khẽ lên mắt, cảm nhận hơi ấm nóng đó, massage cho khuôn mặt, massage cho đôi mắt. Đón một hơi hít sâu vào, nâng nhẹ cằm lên. Và thở ra, ta thu cằm trở về hõm cổ, đưa hai tay ra xa, hướng mắt nhìn theo lòng bàn tay, cảm nhận nguồn ánh sáng từ từ tràn căng trong đôi mắt của mình. Chúng ta cùng cúi chào nhau thân mến ạ. Namaste, xin chào cả lớp. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Thư có giới thiệu cho các bạn qua về thiền sơ, đó là hơi hít thở bằng bụng. Khi hít vào, ta hãy để căng căng vùng bụng của mình. Và khi thở ra, ta hãy để thắt chặt bụng lại, thu rốn trở về với cuộc sống. Mỗi hơi hít thở này đều là hơi hít thở có điều kiện. Chúng ta cứ làm dần và quen, sau đó sẽ trở thành hơi thở tự nhiên của mình. Không có gì phải lo lắng và không có gì phải suy nghĩ nhiều cả. Dần dần thì ta sẽ quen với cả các bài tập này hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ về với cả phần khởi động nào. Hai tay đặt ở ngang hông của mình. Đón một hơi hít vào, kéo căng vươn cao. Và thở ra, ta thu tay trở lại với hông. Hơi thở đi kèm với cả động tác. Hít sâu vào, vươn kéo căng. Kéo dài từ phần tay, lưng, vai và thắt lưng. Cảm nhận sự giãn duỗi và thở ra từ từ nhẹ nhàng. Hãy để cho hơi thở của mình quen dần hơn với hơi hít sâu, thở chậm. Hít vào lần thứ ba, kéo căng vươn dài hơn. Ta giữ lại động tác ở đây, cùng hít thở đều. Cảm nhận như hai tay mình đang chới với ở trên cao, kéo dài hơn, vươn nhiều hơn. Và cùng thở ra, xô người nhẹ về phía trước, hai tay để bám xuống dưới sàn nào. Ở đây với những ai chúng ta mới tập lưng chưa tốt, chưa thẳng, chúng ta hãy hướng mắt nhìn về phía trước, kéo dài lưng của mình hơn, để cho bụng chạm gần phía dưới thân dưới của mình, hoặc để bụng chạm sàn. Ai tốt hơn nữa, trùng nhẹ khuỷu tay xuống, hạ ngực sâu hơn. Hãy cố gắng đừng để cho lưng của mình bị cong vẹo, mà mắt hãy hướng nhìn về phía trước,
không cố gắng gập sâu cuối cằm và không cố gắng để cho căng lưng, ta hãy để cho lưng của mình giãn duỗi dài tự nhiên nhé. Rồi hít lên, đẩy vươn hai tay và thở ra thả lỏng, ta duỗi dài hai chân của mình ra nào. Rung lắc nhẹ hai phần chân. Gập một chân bất kỳ lên, Thư sẽ sử dụng chân phải trước. Xoay nhẹ cổ chân phải. Xoay ngược ta lại xoay xuôi. Thu bàn chân về gần với cả đùi hơn. Dùng tay bên phải nhấn sâu đầu gối của bên phải xuống. Giữ thẳng lưng. Rồi ta làm với chân còn lại nào. Chân trái mình lên, xoay cổ chân. Xoay ngược ta lại xoay xuôi. Để khởi động tất cả các phần khớp trên cơ thể của mình, để giúp chúng ta cơ khớp linh hoạt hơn, đặc biệt là trong phần kéo giãn hơi thở đi kèm với cả các động tác. Vì thế mà cần sự linh hoạt của tất cả các cơ khớp trên cơ thể của mình. Kéo duỗi dài nào. Rồi, hai chân khép sát lại với nhau, đón một hơi hít sâu vào lên cao. Thở ta lần nữa xô người về phía trước, hướng thẳng lưng. Giữ thẳng. Rồi hít vào, đẩy vươn hai tay. Và thở ra ta đẩy hai tay phía ngang. Thư sẽ xoay theo một bên để mọi người dễ nhìn hơn nhé. Kéo thẳng cơ gân khoeo, hướng mũi bàn chân lên phía sàn, hít vào lần thứ hai. Và thở ra gập người về phía trước, hãy chú ý giữ cho lưng thẳng. Ta có thể bám về mũi bàn chân hoặc bám về gióng chân của mình. Giữ lưng thẳng, mắt hướng nhìn về phía trước. Nào, ta hít vào lần thứ ba, kéo căng hai tay lên. Và thở ra xô người về phía trước. Xô người chứ ta không cúi gập quá sâu. Hãy để cho lưng tay vai của chúng ta đều thả lỏng thoải mái. Rồi, hít vào lên. Và thở thả lỏng cả hai tay xuống, thả trôi. Rồi, hít vào kéo đẩy hai tay vươn qua phần cao đỉnh đầu. Nghiêng người sang bên phải. Bàn tay phải hạ xuống sàn trước. Ngả tay trái cùng với cả tay phải, cùng nghiêng người sang phải, giữ lại phần hông mông đùi. Kéo thẳng lưng, hít lên vươn dài hai tay nào. Và cùng thở ra. Bên trái ta thực hiện với 3 lần liên tiếp. Hít vào kéo lên, giữ lại hông mông đùi. Thở ra vặn xoắn người. Thở hạ đều, trùng khửu tay lại, xô người về phía sau. Hít lên, kéo căng. Giãn duỗi toàn bộ thân và thở ra. Trùng hai khửu tay, hạ nhẹ thân người về phía sau. Ai tốt nhấn sâu thân xuống để chán sàn. Ai chúng ta mới, khẽ cong cong. Hít vào sâu lên lần thứ ba. Và thở ra ta giữ lại ở đây, hít thở đều. Giữ lại động tác chứ không giữ hơi thở. Hơi thở của ta vẫn đều đặn luân chuyển trong cơ thể của mình. 5 4 3 2 Và 1 cùng hít vào lên. Và thở ra ta ngả sang bên trái. Giữ lại cảm nhận sự căng giãn cơ lườn ở đây. 5 4 3 2 Và 1 Hít vào xuôi đẩy hai tay lên. Và thở ra đẩy hai tay ngang lườn, hướng chạm sàn. Lại rung lắc một lần nữa hai tay hai chân của mình. Rồi, gập hai đầu gối lại, mũi bàn chân, lòng bàn chân bám sàn, hai tay hướng về phía sau lưng, lòng bàn tay hướng xuống sàn, mũi bàn tay hướng thân. Ta cùng lên với cả tư thế cái bàn ngược nào.
hai đùi để vuông góc, hướng lên bằng với cả hông. Hít vào, đồng thời nâng hông lên, bám chắc hai lòng bàn tay và lòng bàn chân sàn. Và ta thở hạ xuống. Hít vào lần hai, nâng hông. Và thở ra hạ bám sàn. Đầu gối bàn chân của bên phải gác lên đùi trái. Mở rộng đầu gối phải. Hít vào, nâng hông lên, cân bằng cả hai hông. Đầu gối phải vẫn mở rộng. Ta giữ lại, hít thở đều. 5 4 3 2 và một, thở hạ. Hạ gác bàn chân phải sàn, chân trái lên nào. Đối với những ai chúng ta mới tay yếu thì chúng ta lên khoảng tầm 2 đến 3 hơi thôi nhé. Hít vào cùng lên, ta hít thở đều. 5 4 3 2 và một, thở hạ hông xuống nào. Và cùng hạ, duỗi dài hai chân. Rồi, ta mở rộng. Đầu gối gập chân bên trái lại, duỗi thẳng chân phải ra. Gót chân của bên trái hướng về phía thân của mình, hít đẩy hai tay vươn ngang. Thở nghiêng người sang bên phải, kéo dài thở ra hết. Hãy giữ cho thân người ở tư thế ngang trên một mặt phẳng. Hít vào, đẩy hai tay lên, kéo hơi dài hơn. Và thở ra, tay trái bám về sàn phía sau, tay phải vòng lấy một vòng cung. Hít vào, nâng hông lên. Và thở hạ. Hai tay vươn đỉnh đầu, hít sâu kéo căng. Hơi gập nhẹ người về phía trước, từ đáy thắt lưng của mình kéo vươn. Hít lên kéo căng hơn, sâu hơn. Thở, hai tay cùng bám hạ xuống sàn phía sau, mũi bàn tay hướng thân. Hít vào đẩy nâng hông. Mở vai, mở ngực, đẩy hông về phía trước, đẩy ngực lên cao. Và thở hạ. Ta làm quen rồi, lặp lại lần thứ hai nào. Hít sâu. Và thở ra nghiêng phải, giữ lại động tác ở đây, hít thở đều. Ai tốt, ta lấy mũi tay trái nắm về phía bàn chân của bên phải. Đẩy ngực, mở vai. Nào. 4 3 2 và 1, cùng hít sâu, hai tay đón ngang. Và thở ra, bàn chân của bên phải bám sàn, tay trái hướng về phía sau. Hít kéo đẩy vươn cao. Nào. 4 3 2 và 1, thở hạ hông xuống. Hai tay vươn qua phần đỉnh đầu kéo lên. Và thở, xô người về phía trước. Hãy để bụng đùi về gần với dưới sàn của mình. Mắt hướng nhìn theo hai tay. Nào. Luôn luôn giữ thẳng lưng. 4 3 2 và 1, hít sâu lên cao. Và thở, hai tay bám xuống dưới sàn. Đẩy hông lên đồng thời nào. Kéo căng cái bàn chân của bên phải ra. Nào, đẩy hông sâu, ngực vai mở rộng. 4 3 2 và 1, thở hạ. Ơi, ta rung lắc nhẹ hai tay của mình. Đứng bằng đầu gối trái và bàn chân phải. Thu chân trái về phía sau. Bàn chân phải và đầu gối trái trên một đường thẳng. Đầu gối này vuông góc với sàn, toàn bộ thân người chúng ta đứng ở theo phương thế quỳ. Hít đẩy hai tay lên căng. Thở nghiêng thả người sang bên phải. Áp sát tay phải xuống gióng chân.
tay trái mang tay, mắt hướng nhìn lên phía đỉnh đầu. Ai chúng ta bị đau cổ vai gáy thì mắt hướng nhìn về phía trước, không xoay đầu. Hít sâu vào, kéo hai tay ra. Và thở nghiêng người sang bên trái, hạ bàn tay trái sàn, tay phải lại áp sát mang tay, duỗi thẳng thân người của phía bên phải. Rồi hít vào, nâng chân phải lên rời sàn, thở gập cổ chân lại, tay phải nắm lấy cổ chân phải kéo về phía sau, mắt ta cùng hướng nhìn về phía trước, giữ lại hơi, hít thở đều. Nào, 4, 3, 2 và 1. Thở, kéo duỗi dài gióng chân của bên phải ra. Tay bên phải nắm lấy gióng chân đó, xô trán vai tay về gần với cả bên gióng chân nhiều hơn. Hít thở đều. Nào, 4, 3, 2 và 1. Thở, hạ bàn chân phải sang ngang, gập đầu gối phải lại. Đầu gối và gióng chân của bên phải này vuông góc theo phương ngang. Hít vào, đẩy hai tay. Thở, bàn tay phải bám dưới sàn cùng với cả chân phải, gần với cả gióng chân nào. Tay trái ta một lần nữa áp sát mang tay, cùng hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Luồn gióng tay, bàn tay bên phải về phía sau của chân phải, tay trái nắm lấy chân phải, cùng nâng chân phải đó lên rời sàn. Ai làm tốt, duỗi thẳng chân ra. Làm tốt hơn nữa, kéo căng, mắt hướng nhìn luồn qua nách của bên trái. Giữ. 5, 4, 3, 2 và 1. Ta thả chân bên phải xuống nào. Xô tay trái hướng theo, xô người về phía bên phải, hướng chân trái cũng về bên phải. Nhấn cái phần mũi chân trái lên, kéo thẳng đầu gối trái, xô người tiến về phía trước, giữ ở đây. Đứng bằng mũi chân trái và bàn chân phải. 5, 4, 3, 2 và 1. Di chuyển tay trái theo phương ngang, nhấc bàn chân của bên trái, gác đầu gối trái về khửu tay phải, giữ lại, ta hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thu chân trái, gập đầu gối, thả thở ở tư thế ngồi nào. Ta giãn duỗi lại, hít thở đều, rung lắc hai chân của mình. Ta nghỉ ngơi một chút, gập đầu gối của bên phải lại, duỗi dài chân trái ra. Lặp lại với cả bên chân còn lại. Hít sâu, kéo đẩy hai tay ngang. Và thở ra, nghiêng người sang trái. Hít vào, sâu ngang. Và thở, bàn tay phải bám lưng, tay trái vòng một hơi, hít lên. Cùng thở hạ, vươn hai tay đỉnh đầu, hít sâu. Thở gập,
tay giữ cho hai tay chênh vênh ở góc khoảng 45 độ. Hít lên nào. Và thở hai tay bám ở phía lưng. Hít vào, nâng hông lên. Cùng thở hạ xuống. Lặp lại lần thứ hai, hít vào, kéo hai tay ngang. Thở ra, ngả người sang bên trái, giữ lại tà hít thở đều. Ép sâu người xuống hơn. Nào. 4 3 2 và 1. Hít vào, đẩy hai tay ngang, mở ngực mở vai. Thở ra, tiếp tục nâng hông, hít sâu. Giữ. 5 4 3 2 và 1. Thở hạ hông xuống, vươn dài kéo hai tay và thở xô người về phía trước. 5 4 3 2 và 1. Hít lên, thở hạ tay sau hông. Hít vào, cùng đẩy hông vươn căng lên. Giữ. 5 4 không thả rơi đầu cổ. 3 2 và 1. Cùng từ từ hạ hông xuống dưới sàn. Ta đứng bằng đầu gối của bên phải và bàn chân trái nào. Tương tự, gối phải, đùi phải vuông góc thẳng dọc với sàn. Thân người ở tư thế quỳ, chân của bên trái duỗi thẳng sang ngang. Bàn chân trái và đầu gối phải ở trên một đường thẳng. Hít sâu và thở ngả trái. Hít vào, thở ngả phải. Hít vào, nâng chân trái. Thở gập gối, tay nắm cổ chân. Đá chân đó ra sau và mắt hướng nhìn về phía trước. Ta cùng hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Duỗi thẳng chân nào. Hướng thu trán về gióng chân. Giữ. Nào. 4 3 2 và 1. Thả cho chân trái đánh vuông góc sang bên. Ta lại lên ở tư thế quỳ. Đó. Đầu gối vuông góc nào. Hít sâu vào. Thở thả bàn tay trái sàn. Tay phải áp sát phần mang tai của mình. Cùng hít vươn cao đỉnh đầu kéo căng. Và thở ra. Tay phải luồn về phía sau. Tay trái nắm, tay phải nắm lấy phần bàn chân trái, kéo nâng lên rời sàn. Giữ. 5 4 3 2 và 1. Thở hạ chân bám sàn nào. Xô thân người xuôi sang phía bên trái. Tay bên phải hạ xuống sàn trái. Dựng đầu gối của bên phải lại.
mũi chân bên phải bám sàn, xô thân người vào phía trước, lực dồn dần về hai tay và bàn chân trái. Giữ. Năm. Bốn. Ba. Hai. Và một, dùng lực bật chân bên phải lên rời sàn, gác đầu gối đó lên khửu tay trái. Tay phải này hướng sang ngang giữ thăng bằng. Vút mũi chân phải nào. Năm. Bốn. Ba. Hai. Và một, thở tháo chân tay. Ta trở về với tư thế nghỉ ngơi. Rồi, có thể rung lắc nhẹ hai chân của mình. Lau mồ hôi. Trong khi tập luyện thì chúng ta nên có một chiếc khăn để lau mồ hôi và thêm một bình nước nữa để khi nào chúng ta khát chúng ta có thể là nhấp môi một chút. Tuy nhiên là trong lúc tập luyện thì mình không nên uống nhiều nước quá nhé. Vì thế thì sẽ làm cho chúng ta thoát ra nhiều mồ hôi hơn và sẽ dễ mệt hơn. Các bạn thấy vừa rồi là bài tập về kéo giãn thế nào ạ? Những bài tập đó kết hợp với cả hơi thở của mình, cứ làm một cách đều đều, tự nhiên, nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ tăng thêm sức bền của cơ thể. Bài tập này sẽ kích thích các phần cơ liên quan đến phần cơ gôn khoeo, đầu gối, mông, chân và toàn bộ cơ thể của mình cũng được tác động theo. Khi ta hít vào vươn, cánh tay ta được tác động đến. Còn khi ta duỗi chân, bàn chân của tăng gia cũng sử dụng đến và gióng chân, toàn bộ bắp đùi hông của chúng ta cũng được tác động. Động tác kéo giãn này giúp chúng ta tăng thêm sức bền và giúp cho cơ thể khỏe khoắn dẻo dai hơn rất là nhiều ạ. Chúng ta hãy cùng thực hiện tiếp theo vào các bài tập ở lần thứ hai này nữa nhé. Các bài tập này sẽ liên quan đến sức bền và sức nặng nhiều hơn, vì thế mà những người mới bắt đầu hoặc là những người mà chúng ta có sức khỏe chưa tốt lắm, hãy làm theo sức của mình thôi. Hãy từ từ cảm nhận, lắng nghe nhiều hơn và tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện bài tập từ đầu đến cuối. Khi nào mà cảm thấy mỏi mệt, cứ dừng lại, không sao hết. Hãy tập trung, suy nghĩ và chú tâm nhiều vào hơi thở của mình hơn. Chúng ta chỉ cần hít sâu và thở ra chậm rãi một cách nhẹ nhàng. Hít vào và thở ra từ từ thư giãn. Bởi thế, đó cũng chính là cách tập luyện rồi. Nào mời cả lớp chúng ta vào với phần 2 nhé. Hai tay bám về dưới thảm, hai chân hướng về phía sau, ta lẩy lên vê ngược. Lòng bàn chân và lòng bàn tay bám xuống dưới sàn. Hãy để cho chân trái làm trụ, hít để nâng bàn chân phải lên đá sâu về phía sau. Thở, bàn chân phải này để ở mé ngoài của tay phải. Duỗi thẳng cả hai chân. Rồi, ta hãy nâng tay phải lên trước, hít vào vươn đẩy tay phải kéo căng lên. Và thở ra bám xuống dưới sàn. Hít vào tay trái ta lên nào. Giữ lại ta hít thở đều. 5. 4. 3. 2. Và một, thở ra hạ tay phải, tay trái bám xuống dưới sàn. Hít rút chân phải đá về phía sau, kéo căng cái mũi chân ra.
và thở ra, bàn chân phải này bám mé ngoài của tay trái. Lần nữa duỗi thẳng cả hai chân ra. Tay trái rời sàn, hít sâu vào kéo vươn căng lên. Và thở ra bám sàn. Một lần nữa tay phải hít vào vươn lên kéo, giữ lại hít thở đều. 5 4 3 2 và 1, thở thả tay xuống dưới sàn, hít rút đá chân phải về phía sau lưng kéo căng lên, sâu căng. Thở bàn chân phải mé ngoài của tay phải. Lần này ta hãy để gập gối của chân phải lại. Bàn chân trái có thể đứng bằng phía sau mũi bàn chân hoặc đứng bằng chếch góc bàn chân chếch 45 độ. Tay trái rời sàn, hít sâu vào kéo căng tay trái lên cao. Giữ lại để ta hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Thở trùng khửu gối tay bên phải, đón hai tay ở phía sau lưng. Rồi ta duỗi chân phải thẳng ra, kéo gập sâu thân người xuống hơn một chút nữa. Mắt từ từ hãy hướng lên phía trần, đẩy vai mở ngực kéo căng thân người ra. Cùng hít thở đều và đón nhịp thở sâu ở đây. 5 4 3 2 và 1. Gập đầu gối của chân phải lại, thu chân trái về cùng với chân phải nhiều hơn. Rồi, Thư sẽ xoay về phía trước cho mọi người dễ hình dung ra động tác nhé. Ta sẽ thu hai chân về gần với nhau, đứng bằng mũi bàn chân phải và bàn chân trái. Rồi, ai chúng ta mới giữ lại ở đây, làm tốt hơn rồi, trùng đầu gối của bên trái lên, kéo duỗi thẳng. Chân phải tốt hơn nữa, duỗi thẳng ra. Giữ lại ở động tác ta có thể giữ nhé. 5 4 3 2 và 1. Thở tháo hai chân hai tay, đứng ở tư thế đứng cúi gập người cúi sâu. Đón một hơi hít vào để nâng người, kéo sâu lên căng, bàn chân phải từ từ hướng rời sàn. Và thở ra hai tay đan lại với nhau, đón lấy gióng chân của bên phải, ép cái gióng chân đó về phía thân của mình. Giữ, hít thở đều. Nào, 4 3 2 và 1. Mở rộng đầu gối sang ngang, kéo thẳng cánh tay của bên trái, kéo căng chân phải nếu được. Ai chúng ta mới gập đầu gối lại. Giữ. 5 4 3 2 và 1. Trùng chân của bên trái để cho tay bên trái bám xuống dưới sàn. Rồi kéo căng chân phải sang ngang, giữ hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Thở ra hạ trùng, thả hai tay hai chân xuống, cùng đứng cúi gập người cúi sâu, hít thở đều. Đối với cả những ai mà chúng ta lưng còn chưa thẳng,
thì ta hãy trùng đầu gối lại, duỗi cho toàn bộ phần lưng rơi xuống, thả rơi một cách tự do thoải mái. Hãy để đầu hơi ngẩng lên một chút. Đặc biệt là đối với cả những người mà chúng ta dễ bị đau cổ vai gáy, hoặc dễ bị say sẩm, chóng mặt, hạn chế cái việc cúi quá sâu nhé. Cho thực hiện với lần 2, xô về phía thảm, đẩy đỉnh hông lên cao. Ở lần này Thư sẽ thực hiện động tác ở trong thảm, làm tương tự chân phải cũng giống như chân trái thôi ạ. Bây giờ ta làm với chân trái nhá. Đẩy trở về ngược, thở ra hết. Trụ chân phải, hít sâu vào, đá căng chân trái lên cao. Thở bàn chân trái bám mé ngoài của tay trái nào. Duỗi thẳng cả hai chân. Tay trái hít lên, rời sàn, kéo lên. Và thở hạ. Tay phải cùng hít lên, rời sàn, giữ lại, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Thở hạ, hít rút chân trái đá sau, kéo căng. Và thở chân trái mé ngoài của tay phải. Hít tay phải rời sàn lên. Và thở hạ. Tay trái cùng rời sàn nào. Hít sâu vào lệ. Giữ lại, hít thở đều. Nào. 4 3 2 và 1. Thở bàn tay bám sàn, hít rút chân trái đá sau. Lần này chân trái thở mé ngoài của tay trái, gập đầu gối. Rồi, tay phải rời sàn, hít lên nào. 5 4 3 2 và 1. Hai tay đan đẩy với nhau ở phía sau lưng. Rồi ta cùng duỗi dài cả hai chân ra. Hướng mắt hướng nhìn lên phía trần của mình. 5 4 3 2 và 1. Gập nhẹ đầu gối của chân trái, thu chân phải về phía thảm cùng với cả chân trái. Rồi. Đứng bằng mũi chân trái lên nào. Ai tốt? Kéo chân duỗi thẳng. Rồi, ai chúng ta mới? Hạ nhẹ đứng mũi chân. Duy trì hơi hít thở của mình. 5 4 3 2 và 1. Tháo cả hai tay hai chân ra. Đứng ở đứng cúi gập người, cúi sâu. Đón một hơi hít sâu, co chân trái. Hít vào, nâng vươn người lên cao. Gập đầu gối trái. Và thở, hai tay đẩy đan lại với nhau. Thu đầu gối đó về gần với thân nhiều hơn. Hít thở đều. 5 4 Mắt hướng nhìn về phía trước. 3 2 và 1. Tay trái nắm lấy ngón chân cái, mở rộng sang ngang, kéo đẩy tay phải sang ngang. Ai tốt? Kéo duỗi bàn chân trái ra. Nếu không, chúng ta gập lại, tay nắm ngón chân cái.
5 4 3 2 và 1, trùng đầu gối. Để tay bên phải bám xuống sàn cùng với cả chân phải. Sau đó mở rộng chân trái sang ngang. Tay vẫn nắm ngón chân cái. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1, thở. Buông thả nhẹ tay chân xuống dưới sàn nào. Rồi ta giãn duỗi hai chân của mình. Giữ hít thở đều. Hai tay có thể để bàn tay bám sàn hoặc các mũi bàn tay cùng bám sàn. Giữ lưng thẳng. 5 4 nhún chân lên xuống, kéo giãn cơ. 3 2 và 1, chung nhẹ đầu gối. Hai tay bám lấy gióng chân, hạ mông, lăn lưng lên xuống 5 lần. Kết thúc ở tư thế nằm. Ba, bốn, và nằm. Rồi ta duỗi dài chân, dài tay của mình ra. Chân phải đá lên nào. Tay trái, ngón chân cái mở nó sang ngang. Lúc này ta đang ở kéo cơ rồi. Gióng chân ta có thể kéo thẳng hoặc hơi gập đầu gối. Mở nó sang ngang. Duỗi thẳng chân tay ra nếu được. Chân đá sang bên nào thì đầu hãy ngoảnh sang bên còn lại. Rồi, lên chân phải nào, đổi tay. Chân phải đá sang trái. Lưu ý này, đầu gối chân phải có thể duỗi thẳng hoặc gập xuống. Rồi. Chân còn lại là cho lấy tay bên phải, nắm mũi chân bên trái. Ép thân người sang ngang, mắt hướng nhìn sang phải. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, và 1. Rồi, tháo dỡ chân tay, xuôi trở về với tư thế nằm ngửa. Chân trái lên. Tay trái, chân trái mở rộng ngang. Mắt hướng nhìn phải. Cùng hít lên nào. Rồi, tay phải, chân trái đẩy nó sang trái. Tay trái, chân phải gập đầu gối. Mắt hướng nhìn trái. Hít thở đều. Năm, bốn,
3 2 và 1 tháo thở chân tay. Hai tay nâng lên cách sàn khoảng cách an toàn, xòe căng. Nắm chặt. Xòe căng. Thả rơi. Lần hai, nâng rời sàn, xòe căng. Nắm chặt. Xòe căng. Và thả rơi. Hai chân tương tự. Duỗi căng. Gập lại. Duỗi căng. Nâng cách sàn và thả rơi. Duỗi. Gập. Duỗi. Nâng và thả rơi. Cả chân cả tay đều lên, xòe căng duỗi ra và thả rơi. Lần hai, xòe căng duỗi nâng và thả rơi. Rồi, đầu chúng ta nghiêng trái, nghiêng bên ngược lại, xoay thả thoải mái. Rồi về chính diện, nâng ngực rời sàn 3 lần. Dùng lực ở phần hông và phần gáy để nâng ngực lên. Hít nâng và thả rơi. Hít lên, thả rơi. Hít lên và thả xuống đến phần hông. Hít vào nâng hông và thả rơi. Dùng lực ở phần gót chân và ở phần ngực. Hít vào nâng, thả rơi. Rồi hít nâng, ta thả rơi xuống. Để xuôi hai lòng bàn chân và hai tay xuôi theo cơ thể, ta cùng khép nhẹ mắt lại. Duy trì hơi hít sâu và hơi thở chậm của mình. Đưa hơi thở trở về với hơi thở tự nhiên. Cứ hít vào thoải mái và thở ra thật chậm rãi nhẹ nhàng. Cơ thể này của chúng ta là của chính tâm hồn ta. Trong phút giây yên tĩnh này, ta hãy nghĩ về con người của mình. Suy nghĩ thấu đáo tâm trí, thoải mái toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu đến đôi bờ vai, đến thân giữa, thư giãn tim, gan, thận, phổi, thư giãn toàn bộ các cơ quan nội tạng, thư giãn hông, đùi, mông, bắp đùi, đầu gối, gióng chân, mắt cá, các đầu ngón chân và lòng bàn chân. Cảm nhận hơi ấm từ từ lan tỏa vào sâu bên trong cơ thể của mình. Đó là nguồn năng lượng của sự tái sinh. Năng lượng truyền vào từ lòng bàn chân, lòng bàn tay, giúp cơ thể của chúng ta duy trì sức sống. Cứ ấm, cứ lan tỏa, cứ cảm nhận. Rồi ta từ từ đưa tâm trí vào nơi hư không. Cảm nhận cơ thể của mình thật thoải mái. Cứ thư giãn,
thư giãn. Thư giãn. Mời cả lớp đưa ý thức trở lại với căn phòng, rung lắc nhẹ hai chân hai tay của mình, tay vai đầu cổ thân, cùng đan hai tay lại với nhau, kéo vươn căng qua phần đỉnh đầu, duỗi căng toàn thân, căng 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 căng, và ta tháo thở ra thoải mái. Chống một bên đầu gối, nghiêng người sang bên thuận của mình, trở về với tư thế Phật nằm. Và ta cùng ngồi dậy nào. Cùng khoanh chân lại, ta cúi chào nhau thân mến. Buổi tập đến đây là kết thúc rồi ạ. Namaste, xin chào cả lớp và cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Xin chào mọi người ạ.